Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin tài chính tiêu dùng chiều thứ bảy. Kiều hối là lượng tiền được chuyển từ những người đang trú ngụ hay là lao động ở nước ngoài tới thân nhân của họ tại quê hương. Mỗi năm thì dòng kiều hối về Việt Nam đạt khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam lọt vào top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Nắm bắt được sự luân chuyển của dòng tiền quan trọng này thì nhiều ngân hàng đã xây dựng các chiến lược phù hợp nhằm tạo điều kiện cho các mối quan hệ cá nhân và gia đình xuyên quốc gia có thể dễ dàng chuyển hoặc là nhận kiều hối một cách nhanh chóng và thuận tiện. Có con trai đang sống và làm việc tại Canada, ông Nhân thường được con mình gửi tiền về để giúp bố mẹ phụng dưỡng tuổi già. Nếu như trước đây, tiền này thường phải chờ đợi để gửi qua người quen hoặc gửi bằng các kênh chuyển tiền bất hợp pháp với chi phí khá cao, thì nay ông chỉ việc đến ngân hàng để nhận tiền. Có cái dịch vụ của ngân hàng thì tôi cảm thấy rằng là nhận như thế là rất là nhanh gọn, thế và không bị phải chi phí một tí nào, và thời gian nhận thì rất là nhanh chóng, sau độ 5-10 phút là tôi đã có thể tôi nhận được tiền ngay. Thế kể cả khi mà cháu nó đã gửi tiền ở bên kia thì chỉ cần nhận một cú phone thôi thì đây tôi đã nhận được tiền. Bên cạnh việc không phải trả bất kỳ khoản phí nào, những khách hàng như ông Nhân còn không phải đóng thuế thu nhập và được lựa chọn có thể nhận bằng tiền đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ theo như yêu cầu. Để khuyến khích dịch vụ chuyển kiều hối, các ngân hàng cũng đang đơn giản hóa tối đa các thủ tục. Khách hàng chỉ cần đến điểm giao dịch, điền đầy đủ các thông tin cùng 10 chữ số của mã số chuyển tiền. Đối với người chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, thủ tục cũng rất đơn giản. Khách hàng sau khi chứng minh mục đích chuyển tiền là để chữa bệnh, để định cư hay cho việc học tập hoặc các yêu cầu khác, sẽ được ngân hàng cho phép chuyển lượng tiền phù hợp. Có rất là nhiều cái lựa chọn cho khách hàng tùy từng mục đích của khách hàng, ví dụ như là trợ cấp về sinh hoạt phí hay là trợ cấp về cái viện phí chẳng hạn, thì có những cái hạn mức khác nhau. Tuy nhiên đối với trường hợp của tôi thì tôi thấy là đối với cả trợ cấp sinh hoạt thì ở cái mức 3.000 đô là tôi thấy là rất là phù hợp rồi. Để tạo điều kiện cho khách hàng, một số ngân hàng còn triển khai hình thức gửi và nhận kiều hối trực tuyến với nhiều ưu đãi hấp dẫn, khiến cho lượng kiều hối chuyển về dịp Tết âm lịch năm nay dự kiến tăng gần 30%.